Chào các bạn, như vậy là trong cái bài 1 tôi đã giới thiệu về cái giao diện và hướng dẫn cho các bạn cái cách để lưu một cái file bắn vẽ trong AutoCAD Thì ở bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách định dạng file và cài đặt cái thời gian lưu file và cài đặt cái màu nền của cái không gian làm việc à, Bây giờ thì các bạn mở phần mềm lên thì đỡ mà làm được cái việc này thì bạn mở lên cái hộp thoại Option Thì đỡ mở được hộp thoại này thì bạn dùng cái lệnh tắt là OB Bạn đánh OB sau đó nhấn Hoặc chọn NT Click vào chữ Option Bây giờ là phần mềm mở cái hộp thoại Option lên thì trong này nó có rất là nhiều cái Tab Thì đầu tiên là chúng ta vào Đỡ mà cài đặt cái định dạng file thì bạn mở cái tab uh, open and save. Thì ở đây là cái định dạng file nó cho rất nhiều lựa chọn. Tại sao tôi lại nói về vấn đề này thì trong cái bài 1 là tôi đã hướng dẫn các bạn khi lưu một file thì có một cái việc đó là chọn cái định dạng lưu file. Thì nếu như các bạn mà không cài đặt ở trong cái hộp thoại option thì uh, khi nếu bạn đã cài đặt cái tên file bạn lưu ở bằng 207 rồi nhưng mà trong đây bạn đỡ ở 2013 thì lúc mà bạn nhấn nút lưu lưu thì nó sẽ tự động lưu vào ở dạng 2013 như vậy đỡ mà nó cái file nó hoàn toàn lúc nào cũng mặc định lưu ở dạng bảy thì bạn cần phải vào cái hộp thoại này sau đó chọn cái AutoCAD bảy như cái màn hình mà tôi đã vừa chọn thì lúc này là là, là khi mà phần mềm tự lưu hoặc là khi chúng ta thực hiện trong một cái thao tác nào đó, chúng ta nhấn nút lưu thì cái file sẽ lưu tự động lưu ở cái dạng định dạng là 207. Sau đó chúng ta cứ nhấn nút apply. Tiếp tục chúng ta sẽ cài đặt cái thời gian lưu thì bạn phải cũng trong cái tab option and saver thì bạn nhìn xuống ở cái chức năng là file safety. À, thì ở đây nó có một cái chế độ là tính năng là auto saver. Thì cái này là bạn cài đặt bạn có thể chọn là cái thời gian là sau 5 phút sẽ tự động lưu file. Lưu ý ở vấn đề này là các bạn không nên chọn quá quá ngắn có thể là chọn 1 2 phút cũng được. Nhưng mà khi ta chọn như vậy thì máy chúng ta dễ bị treo và nó làm chậm máy đi. Tốt nhất là tôi khuyên các bạn nên chọn từ 5 phút đến 10 phút thì uh, sau khi uh, chọn xong bạn cũng nhấn nút apply. Bây giờ thì uh, tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn là cái phần uh, cài đặt cái màu nền của cái không gian làm việc. Thì để cài đặt uh, màu nền của không gian làm việc thì bạn chọn cái chức năng uh, display trên cái tab display này. Sau đó bạn nhìn thấy cái nút uh, color, đây bạn click vào thì trong đây nó sẽ cho bạn nếu như bạn muốn cài đặt cái không gian làm việc ở bên model. Đây, tức là ở bên 2D thì có không gian model. Và nhìn sang cái, uh, cái interface element này thì nó cho bạn các bạn chọn có thể là cài đặt cái uh, uniform background tức là cái màu nền. Đã? thì và sau đó chúng ta click chọn vào, click chọn vào cái background này. Sau đó ta chọn sang cái màu, click vào thì nó cho ta hàng loạt các cái màu để ta lựa chọn thì uh, tôi cũng lưu ý vào cái việc chọn màu của cái không gian làm việc thì trong AutoCAD khuyên các bạn nên chọn màu đen. Bởi vì khi ta thể hiện trên nền màu đen thì ta nhìn nó, nó nó rõ hơn và nó sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn. Tôi giả sử như tôi chọn màu trắng rồi sao tôi nhấn nút apply và sau đó nhấn nút apply luôn. Rồi chúng ta nhấn ok. Đây, thì lúc này cái màu nền chúng ta trở thành màu trắng nên, nên cái nhìn chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu và nó không được thoải mái cho nên, nên à, lời khuyên của tôi là các bạn nên chọn màu đen Đây, click vào nút glow, Uniform chọn lại màu đen nhé Rồi, nhấn nút Apply color Sau đó nhấn nút Tiếp Apply rồi nhấn nút OK rồi chúng ta đã trở thành lại cái màu đen như ban đầu như vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn cái cái cách cài đặt cái định dạng file cái thời gian lưu file và cài đặt được cái màu nền của cái không gian làm việc đối với cái màu nền tôi vừa cả hướng dẫn đó chính là cài đặt cái màu nền trong cái không gian model như vậy là cái lưu ý của bài này là cái phần và thời gian lưu file thì tôi vẫn khuyên các bạn rằng là khi ta thực hiện bất kỳ một thao tác nào sau khi hoàn thành thì ta nên nhấn nút lưu file vì vì chúng ta không ý được cái cái, cái cài đặt cái chế độ lưu file auto là chúng ta trừ cái trường hợp khi mà chúng ta cúp điện hoặc là máy bị treo chứ còn tốt nhất là chúng ta cứ sau khi mà thực hiện một cái thao tác nào đó hoàn tất thì ta cần phải nhấn nút uh, lưu lại cái file liền. Như vậy là cái bài số 2 là kết thúc ở đây. Uh, nếu các bạn nào cảm thấy cái video của tôi uh, hữu ích, có thể nhấn nút subscribe để nhận tiếp những video hướng dẫn mới. Hãy nhấn nút like, nút share để chia sẻ cho bạn bè và người thân. Chúc các bạn thành công.